Chào mừng quý vị đến với bản tin thuế hải quan số 11 năm 2024 của Thời báo Tài chính Việt Nam. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Thuế, hiện cả nước có hơn 800.000 doanh nghiệp, đó là chưa kể hơn 3 triệu hộ kinh doanh và 27 triệu cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân. Với số lượng người nộp thuế khổng lồ như hiện nay thì việc áp dụng quản lý thuế theo rủi ro là giải pháp hữu hiệu để nâng cao hiệu quả quản lý cũng như giúp cơ quan thuế xử lý kịp thời các hành vi không tuân thủ nâng cao tính tuân thủ tự nguyện của người nộp thuế. Việc cơ quan thuế áp dụng phân tích rủi ro, quản lý tuân thủ để khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ tốt các quy định của pháp luật là một yêu cầu tất yếu của quản lý thuế hiện đại. Tuy nhiên, thì việc triển khai như thế nào để mang lại hiệu quả cao cũng như đảm bảo nâng cao tính tuân thủ của người nộp thuế là vấn đề cần đặt ra hiện nay. Và trao đổi trong trường quay ngày hôm nay, ông Trần Vũ Trung, chủ nhiệm cấp cao công ty cổ phần tư vấn thuế EY Việt Nam sẽ cung cấp những thông tin hữu ích về vấn đề này. Xin cảm ơn ông Trần Vũ Trung đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, xin chào khán giả của Thời báo Tài chính Việt Nam. Trước khi trao đổi với ông Trần Vũ Trung, xin mời quý vị cùng xem một phóng sự ngắn ngay sau đây. Quản lý rủi ro tuân thủ là phương thức quản lý thuế tiên tiến hiện đại và đã được nhiều nước trên thế giới áp dụng. Yếu tố cốt lõi trong quản lý tuân thủ dựa trên rủi ro chính là phân loại người nộp thuế, thực hiện các biện pháp quản lý thuế phù hợp, từ đó nâng cao ý thức tuân thủ của người nộp thuế hướng đến tuân thủ tự nguyện. Để làm được điều đó, cơ quan thuế phải hoàn thiện cơ chế áp dụng quản lý rủi ro tuân thủ trong quản lý thuế thông qua việc thực hiện đồng bộ các giải pháp. Tại Việt Nam, quá trình triển khai thực hiện áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế hiện nay còn gặp nhiều bất cập hạn chế. Một trong những nguyên nhân là do số lượng người nộp thuế ngày càng tăng nhưng tổ chức bộ máy trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao chưa tương xứng. Nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng và triển khai các biện pháp nghiệp vụ quản lý rủi ro, quản lý tuân thủ là một nhiệm vụ lớn và phức tạp. Hiện nay, quản lý rủi ro mới được nghiên cứu triển khai áp dụng tại một số nghiệp vụ quản lý thuế đơn lẻ nhằm đáp ứng yêu cầu cấp thiết của công tác quản lý thuế, công tác lựa chọn người nộp thuế có rủi ro để xây dựng kế hoạch thanh tra kiểm tra, phân loại hồ sơ hoàn thuế và quản lý hóa đơn. Chưa xây dựng được hệ thống thống nhất về quản lý rủi ro, quản lý tuân thủ nên chưa xây dựng và triển khai chương trình quản lý rủi ro tuân thủ tổng thể về thuế trước thực tế trên việc quản lý rủi ro như thế nào để mang lại hiệu quả cao cũng như đảm bảo nâng cao tính tuân thủ của người nộp thuế là vấn đề rất quan trọng và cấp thiết hiện nay Vâng thưa ông Trần Vũ Trung. Như ông đã biết thì thực tiễn sau hơn 10 năm áp dụng phương pháp quản lý rủi ro cho thấy ngành thuế đã kiến nghị xây dựng và cơ bản là hoàn thiện được hành lang pháp lý khá toàn diện để áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế, xây dựng và hình thành kho cơ sở dữ liệu về thông tin của người nộp thuế. À, vậy ông đánh giá như thế nào về vai trò của công tác quản lý rủi ro, tuân thủ trong huy động nguồn thu ngân sách nhà nước và việc uh, tuân thủ pháp luật thuế tại Việt Nam trong thời gian vừa qua? Vâng. Và... Uh, nói về uh, quản lý rủi ro tuân thủ thì chúng ta phải nhìn nhận nó như là một cái cách tiếp cận uh, đối với uh, việc quản lý uh, doanh thu thuế. thì uh, trong cái uh, cách tiếp cận này thì cơ quan thuế vẫn uh, đi theo cái nguyên lý là lấy người nộp thuế làm trung tâm. Uh, trong đó thì cơ quan thuế xem xét cái uh, vấn đề tuân thủ thuế trên khía cạnh rủi ro và từ đó thì đưa ra những cái chiến lược phù hợp đối với uh, những cái nhóm ngư nhóm người nộp thuế khác nhau uh, nhằm tăng cái tỷ lệ tuân thủ thuế cũng như là tăng cái hiệu quả thu ngân sách nhà nước với cái nguồn lực tối ưu nhất thì trong những năm vừa qua uh, cơ quan thuế cũng đã có những cái bước đi cơ bản trong lĩnh vực là quản lý rủi ro tuân thủ uh, ở đây thì chúng ta cũng đã xây dựng được cái cơ sở dữ liệu về người nộp thuế và từ đó thì tiến hành là phân nhóm người nộp thuế uh, hiện nay thì chúng ta cũng đã tiến hành được phân nhóm người nộp thuế theo các cái mức uh, rủi ro uh, thấp rủi ro vừa và rủi ro cao đấy và cái việc hình thành cái cơ sở dữ liệu người nộp thuế này cũng như là đánh giá được cái uh, mức độ rủi ro tuân thủ thì cũng đã giúp cho chúng ta là đưa ra các cái quyết định xử lý chính xác và hiệu quả hơn cụ thể ở đây thì với những cái nhóm uh, với những cái nhóm người nộp thuế có mức rủi ro vừa hoặc là cao thì chúng ta sẽ cân nhắc là dành nhiều nguồn lực hơn cho những cái hoạt động à, thanh tra kiểm tra cũng như là truy thu cưỡng chế thuế. Thế còn đối với những nhóm người nộp thuế à, được đánh giá là rủi ro thấp thì chúng ta sẽ ưu tiên nguồn lực vào những cái hoạt động như là à, tuyên truyền như là hỗ trợ để người nộp thuế có thể À, thực hiện à, tự nguyện tuân thủ thuế thì à, như vậy thì à, chúng ta thấy là à, cái việc phân nhóm rõ ràng những cái người nộp thuế thì giúp cho cơ quan thuế tối ưu được cái nguồn lực của mình à, và qua đó thì chúng ta cũng khuyến khích cái sự tuân thủ thuế tự nguyện của người nộp thuế bởi vì à, những người à, những người nộp thuế mà thuộc cái diện mà rủi ro thấp thì họ cũng sẽ được giảm thiểu rất là nhiều cái gánh nặng về báo cáo cũng như là về thanh tra kiểm tra và qua đó thì chúng ta hy vọng là cái tỷ lệ người nộp thuế tuân thủ tự nguyện sẽ ngày càng tăng và dẫn đến là chúng ta có được một cái môi trường kinh tế trong sạch và văn minh À, như vậy thì chúng ta có thể thấy là vấn đề quản lý rủi ro được coi như là một xu hướng tất yếu trong quá trình quản lý thuế hiện đại để đảm bảo liên kết, điều phối xuyên suốt trong các hoạt động nghiệp vụ thuế từ trung ương cho đến địa phương. À, vậy bối cảnh đặt ra hiện nay là ngành thuế cần sớm kiện toàn bộ phận quản lý rủi ro phục vụ cho công tác quản lý thuế làm thế nào để được hiệu quả nhất. Vậy theo ông thì mô hình tổ chức bộ phận quản lý rủi ro sẽ diễn ra như thế nào để mang lại hiệu quả tốt nhất? vâng có rất nhiều cách để tiếp cận vào cái việc tổ chức bộ phận quản lý rủi ro tuân thủ nhìn chung thì cơ quan thuế sẽ phải có rất nhiều việc phải làm để tối ưu hóa cái tiềm năng của cái hoạt động quản lý rủi ro tuân thủ ở đây thì chúng tôi nghĩ rằng có ba cái yếu tố chính mà cơ quan thuế sẽ phải cải thiện trong cái thời gian tới đó là vấn đề con người vấn đề công nghệ và vấn đề quy trình quy định ờ, trong vấn đề con người mà nói thì lĩnh vực quản trị rủi ro tuân thủ thuế là một cái lĩnh vực mà kết hợp cả năng lực về khoa học dữ liệu về khoa học máy tính cũng như là về phân tích nhiệm vụ thuế. Đấy thì à, với những cái dự án đổi mới và hiện đại hóa gần đây ấy, thì cơ quan thuế đã chứng minh được là cái năng lực của chúng ta về khoa học máy tính cũng như là cái năng lực của chúng ta về phân tích nghiệp vụ thuế là à, đã được thiết lập khá là tốt bên cạnh đó thì cái lĩnh vực khoa học dữ liệu vẫn là một cái lĩnh vực tương đối mới ở trong uh, uh, cái nền kinh tế của chúng ta uh, như vậy thì để phát triển được cái uh, hoạt động uh, quản lý rủi ro tuân thủ thuế thì chúng ta cũng sẽ phải trong thời gian tới sẽ phải đẩy mạnh cái việc là phát triển năng lực trong lĩnh vực khoa học dữ liệu uh, theo tôi thì đó sẽ là một cái lĩnh vực mà cơ quan thuế sẽ phải chú trọng trong thời gian tới về mặt công nghệ thì sao về mặt công nghệ thì chúng ta sẽ cần một cái nền tảng dữ liệu lớn bởi vì các anh chị thấy là cái hoạt động quản lý rủi ro tuân thủ thuế nó dựa chủ yếu vào cái việc là phân tích dữ liệu lớn thì cái nền tảng công nghệ của chúng ta sẽ phải vừa đủ mạnh và vừa đủ linh hoạt đủ mạnh bởi vì chúng ta sẽ phải tiếp nhận và xử lý một cái lượng dữ liệu rất là lớn không chỉ là dữ liệu về người nộp thuế còn là những cái dữ liệu về tài chính những dữ liệu về giao dịch, những dữ liệu về kinh tế vĩ mô mà chúng ta sẽ phải uh, thu thập từ rất nhiều nguồn khác nhau. Như vậy thì cái hệ thống công nghệ của chúng ta sẽ phải là một hệ thống công nghệ đủ mạnh. Nó sẽ phải là một hệ thống công nghệ đủ linh hoạt. Bởi vì sao? Bởi vì là uh, cái đặc thù của cái lĩnh vực phân tích dữ liệu đó là chúng ta sẽ phải liên tục thử nghiệm những cái cách tiếp cận mới, các cái bài toán ứng dụng mới. Uh, thế thì. Uh, cái việc huy động những cái uh, năng lực về về nền tảng trong một thời gian ngắn để sử dụng và cho các cái bài toán ứng dụng mới uh, thì nó phải có thể được thực hiện một cách nhanh và kịp thời. Thế là về mặt uh, công nghệ. Uh, về mặt quy trình quy định thì cũng có rất nhiều việc phải làm. Đấy như chị uh, có chia sẻ thì chúng ta cũng đã hoàn thiện cơ bản được những cái hành lang pháp lý. Uh, thế ngoài ra thì à uh, chúng ta cũng rất cần những cái cơ chế để có thể đầu tư và phát triển con người cũng như là công nghệ như tôi vừa chia sẻ đúng không? về con người thì chúng ta sẽ cần những cái cơ chế để à, tổng cục thuế có thể thu hút và duy trì và phát triển các cái nhân tài đặc biệt là về khoa học dữ liệu, à, các cái quy trình quy định về đầu tư công nghệ cũng sẽ cần à, phải được xem xét để làm sao để chúng ta có thể có cái thời gian đầu tư rất là nhanh và kịp thời bởi vì là cái uh, uh, cái điều kiện kinh tế cái môi trường kinh tế bây giờ nó thay đổi rất là nhanh và chúng ta sẽ không có thời gian để đợi một hai năm để đầu tư vào hệ thống công nghệ uh, uh, cái lĩnh vực nữa chúng ta sẽ cần uh, phải để chú ý ở trong lĩnh vực là uh, quy quy định và quy trình đấy là chúng ta sẽ phải làm sao để có thể tận dụng được năng lực của toàn bộ cái hệ sinh thái công nghệ cũng như là hệ sinh thái những chuyên gia ở trong và ngoài nước. Đấy. Bởi vì cái việc xây dựng năng lực cho tổng cục thuế thì sẽ là một cái việc dài hơi cần nhiều thời gian. Thế thì trong thời gian trước mắt thì tổng cục thuế vẫn sẽ cần phải thực hiện các cái nhiệm vụ về quản lý rủi ro tuân thủ của mình. Thì và khi đó thì nếu chúng ta có thể tận dụng được cái năng lực sẵn có của À, hệ sinh thái công nghệ cũng như hệ sinh thái các chuyên gia trong và ngoài nước thì chúng ta sẽ thực hiện được ngay những cái nhiệm vụ trước mắt à, về quy định quy trình cũng sẽ cần thiết để à, chúng ta cho phép đưa các cái kết quả phân tích dữ liệu vào ứng dụng trong thực tiễn à, và đồng thời là tiến hành đo đếm và đánh giá kết quả cũng như là để tối ưu các cái chiến lược à, đối với người nộp thuế của chúng ta thì với cái tốc độ thay đổi hiện nay thì cái việc mà đưa các cái kết quả phân tích vào áp dụng thực tiễn và đo đếm nó sẽ phải thực hiện rất là nhanh bởi vì nền kinh tế của chúng ta thay đổi với một tốc độ rất là chóng mặt Đấy, và chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ phải có cái cơ chế để bộ phận quản lý rủi ro tuân thủ phối hợp với những bộ phận khác trong cơ quan thuế Đấy, bởi vì cái kết quả phân tích của bộ phận quản lý rủi ro tuân thủ sẽ là cái tiền đề để, để chúng ta tối ưu hóa cái nguồn lực của cơ quan thuế trong tất cả các khâu, bao gồm từ khâu đăng ký thuế, đúng không? kê khai thuế cho đến thanh tra kiểm tra, à, thu nợ thuế, cưỡng chế thuế. Đấy. Thế như vậy thì chúng ta thấy là có rất là nhiều cái nhiệm vụ mà cơ quan thuế sắp tới sẽ phải làm để tối ưu hóa cái tiềm năng của hoạt động quản lý dự tuân thủ Đấy. trong ngắn hạn thì để triển khai sớm những cái sáng kiến về quản lý rủi ro tuân thủ à, trong khi vẫn từng bước xây dựng à, những cái nền tảng năng lực à, dài hạn thì cơ quan thuế có thể cân nhắc là sử dụng à, những à, chuyên gia à, đầu ngành trong cái lĩnh vực này những đơn vị tư vấn à, thì với các cái kinh nghiệm từ các quốc gia mà đã triển khai cái hoạt động này từ trước thì những cái chuyên gia quốc tế à, có thể giúp chúng ta là À, đưa những cái kinh nghiệm đấy về à, áp dụng tại Việt Nam, dạ. thì à, chúng ta sẽ có được những cái dự án thử nghiệm trong à, thời gian đủ nhanh, dạ. trước khi đưa vào áp dụng rộng rãi. Vâng, như ông đã đề cập thì à, mô hình tổ chức bộ phận quản lý rủi ro sẽ được chia thành các nhánh, chẳng hạn như là về con người này, à, về công nghệ này về quy trình này và những cái phương pháp quản lý rủi ro như thế này sẽ giúp tối ưu hóa nguồn lực của cơ quan thuế tăng cường mức độ tuân thủ qua đó thì sẽ tăng thu thuế và làm giảm tranh lệch thuế à, vậy nhìn từ góc độ của doanh nghiệp và cải thiện môi trường kinh doanh thì ông thấy rằng việc áp dụng quản lý rủi ro tuân thủ có mang lại hiệu quả tích cực gì hay không? ạ Vâng à, theo tôi thì như tôi đã đề cập ở trên ấy, những cái tác động này à, những tác động của cái việc ứng dụng quản lý rủi ro tuân thủ thì sẽ làm tối ưu hóa nguồn lực, tối ưu hóa các, các cái hiệu quả của trên toàn bộ các cái khâu mà cơ quan thuế tương tác với người nộp thuế, bắt đầu từ đăng ký thuế, tuyên truyền, hỗ trợ, quyết toán thuế, rồi thanh tra kiểm tra và thu hồi nợ thuế. Những cái sự tối ưu này được thực hiện là thông qua cái việc là chúng ta phân tích dữ liệu lớn từ đó thì chúng ta xác định ra những cái nhóm người nộp thuế mà có những tính chất đặc thù à, với từng nhóm đấy thì chúng ta sẽ đưa ra những cái chiến lược phù hợp cho từng nhóm và như vậy à, thì chúng ta sẽ à, có được những cái à, à, chiến lược tối ưu nhất à, cách làm như vậy thì cũng đã được chứng minh ở nhiều quốc gia là mang lại cái hiệu quả là tăng cường à, tuân thủ thuế à, tăng cường cái hiệu quả thanh tra kiểm tra giám sát như là từ đó thì chúng ta tăng được cái hiệu quả thu thuế và giảm à, tranh lịch thuế. À, đối với người nộp thuế mà nói thì cái việc tối ưu hóa à, các cái hoạt động này à, cũng tạo thuận lợi cho người nộp thuế ở trong cái khía cạnh là cải thiện cái sự minh bạch cũng như là giảm cái áp lực của họ. À, đối với những à, à, cái... là Đối với người nộp thuế thì à, nhất là trong nhóm, những cái nhóm mà người nộp thuế tuân thủ tốt thì họ sẽ được giảm những cái gánh nặng về báo cáo thuế thì từ đó là tự nhiên thì họ cũng được thúc đẩy cái hành vi tuân thủ tự nguyện. Đấy. Thế còn đối với những cái nhóm người nộp thuế mà rủi ro tuân thủ cao, và vừa và cao đúng không ạ? thì họ cũng sẽ thấy rằng là à, họ cũng sẽ thấy rằng là à, cơ quan thuế đang có những cái chiến lược à, mà khiến cho cái việc không tuân thủ của họ nó gặp nhiều khó khăn và mặt khác thì họ cũng sẽ có động lực để làm sao để tự đưa mình vào cái nhóm là rủi ro tuân thủ thấp để có thể uh, tận hưởng những cái uh, thuận lợi những cái ưu đãi mà cơ quan thuế dành cho họ À, như vậy là chúng ta thấy rằng rõ ràng có rất nhiều những hiệu quả tích cực khi mà áp dụng quản lý rủi ro tuân thủ. À, vậy với kinh nghiệm làm tư vấn thuế cho nhiều tổ chức doanh nghiệp cả trong và ngoài nước, thì xin ông cho biết kinh nghiệm cơ quan thuế các nước trên thế giới đang áp dụng công tác uh, quản lý rủi ro tuân thủ thuế ra sao? Vâng, à, thì tại EY thì chúng tôi cũng rất may mắn là có được mạng lưới những chuyên gia toàn cầu mà đã hỗ trợ cho các cơ quan thuế uh, trên thế giới. Thì... Uh, qua đó thì chúng tôi cũng có được tổng hợp được một số những cái góc nhìn về cái việc là các cơ quan thuế trên thế giới đang áp dụng à, cái cách tiếp cận về quản lý rủi ro tuân thủ như thế nào Đấy, thì chúng tôi có quan sát được một số những cái điểm chung như sau Đấy, thứ nhất đây là à, họ đều có một cái nền tảng phân tích dữ liệu rất là mạnh mẽ và linh hoạt Đấy, kết hợp rất nhiều nguồn dữ liệu khác nhau Đấy, à, khoảng chục năm trước thì chúng ta thấy là bắt đầu à, có những cái nền tảng data lake được áp dụng và gần đây thì là cả data fabric đấy, đấy đều là những cái tiến bộ công nghệ mà cho phép chúng ta là kết hợp được nhiều nguồn dữ liệu hơn và phân tích một cách linh hoạt hơn cái đặc điểm chung nữa mà tôi chúng tôi có thể quan sát được ở các nước trên thế giới đấy là họ liên tục thử nghiệm các cái bài toán phân tích ứng dụng mới Uh, đều là phân tích dữ liệu lớn và có cái kết quả có thể áp dụng được ở nhiều khâu khác nhau trong cái quá trình quản lý thuế uh, và họ đều bắt đầu bằng những cái sáng kiến quy mô nhỏ Đấy, những sáng kiến quy mô nhỏ thì cho phép chúng ta có thể triển khai được nhanh uh, quan sát được cái hiệu quả nhanh và rút ra được kết luận nhanh thậm chí là nếu như đấy là một cái sáng kiến không mang lại hiệu quả thì chúng ta cũng có thể gạt nó đi và bắt đầu một cái sáng kiến khác rất là nhanh. À, à, thì à, nếu mà kể ra thì có rất nhiều à, những cái bài toán à, phân tích đã được áp dụng một cách thành công ở nhiều nước trên thế giới, đúng không? À, ví dụ như là ở Na Uy thì à, dựa vào phân tích à, dữ liệu lớn ấy thì họ sẽ đưa ra được một cái mô hình à, dự đoán xác suất trả nợ thuế của uh, những người nộp thuế mà uh, có nợ thuế và từ đó thì họ đưa ra được những cái chiến lược về uh, truy thu cũng như là thu hồi cưỡng chế thuế một cách tối ưu nhất uh, tại ý thì uh, họ có một cái hệ thống đánh giá rủi ro uh, tuân thủ thuế dựa trên cái hành vi của người nộp thuế và hay là tại Hà Lan chẳng hạn thì họ có một cái hệ thống cơ sở dữ liệu về tài sản của người mà có nợ thuế. Kết hợp với cái việc là phân tích các cái uh, yếu tố uh, tài chính của người nộp thuế, ví dụ như là thu nhập, uh, các tài sản có mà có thể thu hồi thì từ đó chúng ta đưa ra cái phương án uh, từ đó thì uh, họ đưa ra cái phương án truy thu thuế và xử lý tài sản tối ưu. Dạ. Thì thật ra có rất nhiều những cái bài học uh, như vậy. Uh, mỗi quốc gia thì đều có những cái đặc thù khác nhau để uh, triển khai cũng như là áp dụng công việc đấy, nhưng mà uh, có những cái yếu tố mà cốt lõi bắt buộc chúng tôi thấy là quốc gia nào cũng sẽ phải có đấy, như chúng tôi có đề cập ban đầu đó là năng lực của con người đó là năng lực của hệ thống công nghệ và một cái uh, thể chế quy trình có thể tạo điều kiện để cho tất cả những cái việc đấy nó diễn ra một cách thuận lợi Vâng, xin được cảm ơn những thông tin rất hữu ích mà ông Trần Vũ Trung đã mang đến chương trình ngày hôm nay. Và một lần nữa xin được cảm ơn ông đã đến với Thời báo Tài chính Việt Nam. Sau đây mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức về thuế hải quan nổi bật. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế vừa có công điện số 01 CDTCT gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố, Cục Thuế doanh nghiệp lớn, quyết liệt triển khai hiệu quả quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Theo đó, từ ngày 1 tháng 8 năm 2024, ngành thuế sẽ mở rộng triển khai các giải pháp hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đối với các loại hình kinh doanh bán vé sân gôn và cung cấp các dịch vụ trong sân, kinh doanh trang phục, dụng cụ, phụ kiện, phục vụ chơi gôn. Theo Tổng cục Hải quan, Việt Nam đã kết nối chính thức cơ chế một cửa ASEAN để trao đổi chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử hoàn toàn với 9 nước ASEAN. Đến thời điểm hiện tại, Việc kết nối trao đổi được thực hiện hoàn toàn trên cơ chế một cửa quốc gia của Việt Nam. Các vướng mắc đều được giải quyết theo cơ chế đã thống nhất trong các nhóm làm việc của ASEAN. Ngoài ra, liên quan đến việc nghiên cứu triển khai trao đổi chứng từ điện tử với các đối tác, Việt Nam đã hoàn thành việc kiểm thử kỹ thuật kết nối và trao đổi thông điệp thử nghiệm tờ khai hải quan xuất khẩu với Liên minh kinh tế Á Âu, trao đổi thông tin CO điện tử với Hàn Quốc, trao đổi chứng nhận điện tử với New Zealand. Tổng cục thuế cho biết đến nay đã có 96 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký và được cấp mã số thuế qua cổng thông tin điện tử. Thống kê cũng cho thấy, từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 15 tháng 5 năm 2024, tổng số thuế các nhà cung cấp nước ngoài đã nộp thuế trực tiếp qua cổng thông tin điện tử là 4.029 tỷ đồng. Vị kế từ khi triển khai cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài đến nay, các tập đoàn công nghệ lớn như Facebook, Google, Microsoft, TikTok, Netflix, Apple đã kê khai và nộp thuế là 15,6 nghìn tỷ đồng. Để tạo thuận tiện, cổng thông tin điện tử Tổng cục Hải quan đã sử dụng ngôn ngữ lập trình Python để tạo ra các mã QR mà từ đó, bạn đọc, người sử dụng thông tin dịch vụ có thể truy cập nhanh chóng đến bảy cổng trang thông tin điện tử về hải quan thương mại. Người dùng tin có thể tải các ảnh có mã QR nêu trên và lưu trong các thiết bị để sử dụng khi cần các mã QR trên có thể được sử dụng để đưa ảnh vào các công văn, văn bản, ấn phẩm và tài liệu hướng dẫn người sử dụng để truy cập vào các cổng trang thông tin này. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chuyên mục chuyên gia tư vấn của bản tin thuế hải quan số 11 năm 2024. Trong bản tin này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Lý Phương Duyên, Phó trưởng Bộ Môn Thuế của Học viện Tài chính sẽ tiếp tục trả lời những câu hỏi được bạn đọc gửi đến chương trình. Ban thư ký chương trình nhận được câu hỏi của độc giả gửi tới qua email của bản tin. Mời quý vị theo dõi. Trong năm, tôi có góp vốn thành lập một công ty bằng bất động sản cá nhân. Vậy tôi có phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi góp vốn bằng bất động sản này không? Và nếu có thì thủ tục như thế nào? căn cứ vào điều 2 quy định về các khoản thu nhập chịu thuế và điều 26 quy định về khai thuế và quyết toán thuế theo luật thuế thu nhập cá nhân thì thu nhập từ chuyển nhượng vốn là khoản thu nhập mà cá nhân nhận được bao gồm. Thứ nhất là thu nhập từ chuyển nhượng vốn, gó, vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm cả công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty hợp danh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức kinh tế và các tổ chức khác. Thứ hai là thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán thì bao gồm thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định của luật chứng khoán, thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần của các cá nhân trong công ty cổ phần theo quy định của luật doanh nghiệp và thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, thu nhập khi góp vốn bằng bất động sản để thành lập doanh nghiệp hoặc là tăng vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Như vậy, khi khả năng khi cá nhân góp vốn bằng bất động sản thì thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, theo điều 26 về việc khai thuế và quyết toán thuế đã quy định. Khai thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán, chuyển nhượng bất động sản trong trường hợp góp vốn bằng phần vốn góp, góp vốn bằng chứng khoán, góp vốn bằng bất động sản thì cá nhân vốn góp vốn bằng phần vốn góp, phần chứng khoán bằng bất động sản chưa phải khai và nộp thuế từ chuyển nhượng khi góp vốn. Khi chuyển nhượng vốn, rút vốn, giải thể doanh nghiệp thì cá nhân sẽ khai và nộp thuế đối với thu nhập chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản khi góp vốn và thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản khi chuyển nhượng. Như vậy cá nhân khi góp vốn bằng bất động sản thì chưa phải khai và nộp thuế từ chuyển nhượng khi góp vốn. Tuy nhiên, khi chuyển nhượng vốn hay là rút vốn hoặc là giải thể doanh nghiệp thì cá nhân phải khai và nộp thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản khi góp vốn và thêm nộp thêm một phần nữa đó là thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản khi chuyển nhượng. Xin được cảm ơn chuyên gia. Chuyên mục chuyên gia tư vấn của chúng tôi rất mong được trở thành người bạn đồng hành tin cậy của người dân doanh nghiệp khi gặp những khó khăn vướng mắc liên quan đến các chính sách, thủ tục về thuế hải quan nếu gặp vấn đề liên quan đến lĩnh vực này trong thực tiễn mời quý vị và các bạn gửi về hòm thư điện tử bản tin thuế hải quan a gmail com ban thư ký chương trình sẽ tổng hợp và chuyển tới chuyên gia để có những tư vấn thấu đáo từ quý vị và các bạn vào những bản tin tiếp theo xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại